Hôm nay mình mời mọi người quay trở lại nhà hàng Love for Phở. Hôm nay mình sẽ thử cái món bún bò quế ở nhà hàng Love for Phở. Không biết có ngon hay không, vì thường mình đến đây là mình ăn mấy cái món giống như bún măng vịt hoặc là bánh xèo hoặc hủ tiếu khô. Nhưng mà cái bún bò quế thì mình chưa có thử bao giờ, thì hôm nay để mình thử xem có ngon hay không nha mọi người. Nhà hàng ở đây họ mở cửa 7 ngày trong một tuần và từ 11 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Mình đến hôm nay hình như là còn hơi sớm nên mình chưa có thấy khách nào ở trong nhà hàng hết. Ăn với bánh xèo thì mình thấy họ có cho là rau bạc hà, rồi rau dấp cá, rồi rau tí tô, rồi rau thơm, rau quế, xà lách, dưa leo, đồ chua. Nói chung là cũng đầy đủ rau chứ không có thiếu, mà cũng không có nhiều được rau giống như ở bên Việt Nam. Còn vỏ bánh xèo thì mình thấy rất là giòn, hầu như là mình đến đây ăn lần nào cũng vậy, bánh xèo họ chiên rất là giòn. Em chưa có lấy đây là tô bún bò quế của mình. 2 năm em mới thi. Đợi đi. Bữa giờ đi ra đi vô cũng 2 tháng. Mất công nữa. Có giò heo nè. Gì trời. YouTuber. Chả. Có lại thịt bò. Cái này không, cái này hình như giống như nạm á, nạm bò. Và có huyết heo nữa nè. Ồ, thịt bò được quá trời luôn. Ở đây thì hình như mình không có thấy có mọc, không có mọc. Có huyết heo nè, thịt bò với lại chả, với lại giò heo. Nó cái này cho rau quế, bún bò quế. Nấu được nhiều món, chỉ có những món nào không nấu được thì ra ngoài ăn. Mẹ nó nấu phở nấu đủ thứ. À vậy phải nào em nấu được. Rồi, chị ơi, cực kỳ ngon. Bây giờ mình nấu. Tối nay bữa có giá nè, có bún bò quế, có rau quế. Cái tô rất là lớn luôn. Thích không? Thích không? Ừ. Khí hậu mát. Đi Mexico về thấy sướng vậy sao? Đi Mexico xong về Canada còn nó bình yên. Quanh kia nó nghĩ nó cũng hơi nó ồn ào náo nhiệt mà nó cũng nó không có an toàn thực sự luôn. Mình cảm thấy nó safe. Về Vancouver mình cảm thấy cảnh sát ở đây rất là thân thiện. Biết rồi. Cảnh sát nó chặn nửa đêm. Thì tại mình ở đây khác, còn kiểu mình đi chơi với bà hay sao? Nước bún bò quế ở đây á thì mình cảm nhận được thơm cái mùi xả, nhưng mà mình không có cảm nhận được cái mùi bún bò quế với lại cái mùi mắm ruốc giống như cái mùi bún bò quế của Việt Nam mình lắm. Vì cái vị này hình như nó hơi lai, nó với lại cái không có phải giống như cái khẩu vị của mình thích lắm. Mình thấy ăn chỉ ok thôi. Cái này bạn mình order là bún thịt nướng chả giò nha. Ăn thì nó bây giờ cho cái review. À vương quay hình naked by Ryan. Naked by
Để bên kia đây nào. Có. Bên đây. Bên đây là bún bằng bình. Cái đồ nó hấp dẫn. Sao ngon không em ăn được không? Chả giòn ngon. Chả giòn ngon hả? Giòn ngon hả? Cái này cuốn bằng bánh tráng á nha, chứ không phải là bánh tráng tàu đâu. Cái này cuốn bằng bánh tráng Việt Nam á. Sao ăn thịt nướng thử coi vừa ăn không? Vừa ăn không em? Cũng thơm. Ngon không? Rồi sao? Ăn bún bánh vịt con. Cái gỏi này được, em thử rồi, em thử cái gỏi thấy cũng ok. Sau khi ăn hết bánh xèo, bún bầu Huế, mình đánh giá cái bún bầu Huế ở đây nha. Bún bầu Huế ở đây á thì rất là nhiều, họ bỏ rất là nhiều thịt luôn, nhưng mà cái thịt bò ở đây mình cảm thấy nó dai, nó không có mềm so với cái khẩu vị của mình. Cái giò heo á thì họ hầm vừa tới, không quá dai mà không quá mềm, nó vừa đối với mình. Chỉ có thịt bò thì nó dai so với khẩu vị của mình, mà cái nước súp á, nước bún bò Huế họ bỏ rất là thơm cái mùi xả nha, nhưng mà cái nêm nếm á, họ nêm hình như chưa có tới, nó không có giống như cái khẩu vị của mình lắm, đối với khẩu vị của mình thôi nha. Mình thích có cái mùi bún bò Huế nhiều hơn, giống như mùi mắm ruốc. Còn ở đây giống như bún bò Huế nó hơi bị lai chút xíu, nên nó không có giống cái khẩu vị của người Việt mình. Cái đó là cái khẩu vị mình thôi.